Bấm tay đứng dịch cao lên em, kệ dưới đây mà. Tốt rồi. Thế thì đỡ làm sao? Một tình huống sai lầm. 3 phút chúng tôi đã có 2 thua. Thủy vào hết. Tốt rồi. Tiếp tục. Một cú sút. Sợ chung. Ôi, quá hay của đội bạn. Rồi rồi. Ăn không bấm tay ơi. Tùng ăn không? Rất ai Tùng ơi. 1-3. Bộ đội Tuấn Tùng. Rất ai. Hay lắm Sởi ơi. Sởi ơi. Chuyển hơi tham rồi, đúng rồi rồi. Tốt. Dạo này Huy Bầm ơi, dạo này mày huấn luyện thằng em mày sút tốt nhỉ. Tốt rồi. Đừng dịch cổ rồi. Tốt rồi. Kiền phà thoát pressing rất ai. Hai người. Oh, rất ai sói bàn thắng thứ hai rồi. Rồi. À, cầu thủ tốt rồi. À, Kiên. Ai nhá, sói bàn thắng thứ ba của hat trick. Quá hay. Phòng quá ai của Kiên. Tỷ số là 6-3. Và hút người rất tốt.